toplinkatm.com, bán hàng Boxy Mobile rẻ nhất Việt Nam. Ngoài ra, vận may UC, vận may Nick thì được trúng 100%. Truy cập ngay shoplinkatm.com. Cắm nhỉ, đéo biết bay đâu. Đường bay hơi khoai nhỉ. Hay ra dô hốc. Dô hốc quá. Mình bay qua đâu lấy xe qua dô hốc nhỉ? Tới không nhỉ, dô hốc bao nhiêu mét? Không mình... tới, không tới được. Bạn tính xem. Ít nhất phải 2.000 mét, ít nhất phải 2.000 mét. Không tới được. Mình bay qua đây xong rồi. Lấy xe tạm này. Nếu bay thì bay thẳng vào Sarkun xong mình chạy qua. Không bay đến Sarkun đâu, cứ chấm đây thôi, bay cái đầu bay bạn. Ok. Chấm Sarkun bay đến đầu bay. Có sát chút đi. Có team PM ngay nhá. Ok, làm gì đã có ai vào đây. Biết đâu bất ngờ mẹ chúng nó. Cầu mong anh Tuấn anh đừng soi cam mình nhiều. Anh nhiều là toan đấy. Đồ đạc thì thấy đầy ra mà không nút được. Đầy ra mà không nút. Đậu phẩm. Có xe tới này. Xe tới này. Xe tôi đi mà. Có xe máy, xe máy. Xe máy á? Nó dừng chưa? Ờ. Nó cho vào, tôi lên luôn rồi. Ok. Tôi lên nóc nhà đã. Nhà cạnh mình nhá, bên trái mình nhá. Nam đen ra đi. Mấy thằng bạn? Chưa để ý, hình như có một. Cũng chả đoán được. Nhưng mà hình như mình thấy là hình như là có một. Nốc. Hay bạn ơi, đẩy luôn này. Đẩy luôn chứ. Quất luôn đi. Hai thằng, còn thằng nữa. Tầng mấy? Tờ trên nóc. Tôi có ba lô không? Không luôn. Tôi này đều có ba lô, đi còn mẹ. Mẹ, chán ngáo nhỉ. Đéo có ba lô luôn. Hay là anh Tuấn anh bấm cho mình tắt mẹ ba lô ấy. Đéo có ai có ba lô luôn, thấy bọn nó băm nhau thì cũng đéo ai ba lô luôn. Cái súng gì không? Bắn một súng thôi. Mình đã có súng sấy rồi. Bắn một súng rồi. Bắn sơ ca đi. Đây. Tôi bắn M16 cho. Bỏ mẹ Uzi đi thì đéo có ấy mà bắn cả. Không ai có ba lô luôn kìa. Có chứ nhỉ. Có hay thật. Mình vất xăng này. Ừ, bắn nhau lại đéo ba lô này. Anh Tuấn anh tắt ba lô rồi bạn ạ. Đấy chấp nhận luôn. Bây giờ ăn team nào là mẹ mình xào cái ba lô đấy thôi, à mình xào đồ đấy thôi chứ. Đéo làm cách nào nữa. Chịu rồi. Đéo có người. Xịn vãi nồi. Xịn giáp 3 kìa. Mình có. Có xe tới. Đến này. Nó từng lại chơi luôn này. Xong rồi. Bạn sai lầm rồi bạn. Xuống đi mình kê cho. Có cái giáp ở dưới. Từ từ nhá, tôi bơm máu đã, Ok. Xem có ba lô không? Okay. Tôi nghe thì nó có M4 rồi. Có mấy cây? Để xem nào, chỗ mình nào.
chỗ mình á, chỗ mình là đằng sau, đằng trước thì không còn, đằng sau thôi, đằng sau chỗ Mita rồi đó, mình phải kê đằng sau rồi đó. Bọn nó có M4 hết không? Từ từ á, không biết thằng này có không? Có thằng này 2 khẩu M4 đi bạn ơi. Uầy. Xuống con lút. Nó có ba lô không? Nó không. Bây giờ nhá. Bây giờ nhá. Sao? Chờ tôi một lượt, tôi lên nhà tôi vứt hết đồ ở trên nhà, tôi nhà tiếp, xuống nhà tiếp. Tôi vứt lên. Để mình lên trước mình trông cho. Ừ, bạn lên đi. Để mình vứt hết đồ đây đã, xong mình lên mình nhặt, xuống mình nhặt tiếp. Ok. Đúng không? Công trông sang hướng Mita thôi, đằng sau không có đâu. Nhìn đi. Ok. Rồi, có xe máy tới, có xe máy. Hướng đòi em. Hướng. Mạnh, mình đéo gạt được, mình không gạt được. Ở đâu đi bên trái. À rồi, khuất rồi, qua cuối nhà chưa? Nó nhảy ra kìa kìa. Nó cứu được rồi, thằng bên kia đang cứu này. Tớ đang tập bách nó này. Ok, nó. Mình cứ hết đồ, mình nhặt đồ tiếp, bị thế nào. Sợ xe đéo xe gì. Xe đâm vào thính à? Không bắn đâu. Hơi xa. Bọn này bị kẹp rồi. Nhà mình giữa bò okay, Linh. Okay. Cứ đứng đây là quá đẹp rồi. Nhà kia bắt đầu có hai team vào rồi. Có xe. Có xe từ biển đâm lên này. Bạn trông nhá, mình trông bên này. Ok. Nó đâm ở chân biển làm đéo gì ấy. Thì chân biển có chân đầu cầu ấy. Ôi, chỗ mình đẹp nhỉ. Chân mình bỏ được trong cái này. Chỗ mình đẹp nhưng mà nó quăng bom lên thì cũng vỡ mồm. Dạ đâu có lo nó. Cái lan đây vừa là cái lan cai em. Thì thằng to nhỏ sợ mạnh nghe tiếng. Đối thủ cạnh tranh thêm để nói chuyện mà. Bạn như Linh nhiều đạn không? Mình còn gần hơn 200 viên. Bạn có ba lô, bạn xuống nhặt đạn đi. Trông nhá. Ui, nhưng mà thằng biển thì sao? Có thằng biển không bắn được, không bắn được. Cái kìa, đầu biển kìa. Okay, nó ở xa. Con này cũng hết rồi. Thằng ở gần bờ tường ấy, đấy thằng đấy. Chạy đi, thằng biển kìa. Hai thằng ở biển. Okay. Nó có K, không đấu được. Mình có súng đâu, mình cứ trông thôi. Thiếu đạn bầu nhá, mình gần 400 viên rồi đấy. Ok. Tôi vứt hết máu nước ở đây. Đỡ có đồ thì vứt hết máu nước ở đây. Bạn trông đầu đấy nhá. Ok, mình vẫn trông đấy. Chiếm được khu nhà đẹp nhờ. Ui, bạn đi ngoài bo rồi. Nhưng mà mình cũng gần, 62m. Nhặt bớt đồ đi, mình đi bo dần vào, đâm thẳng vào khu nhà Doraemon bạn ơi. Nhặt cái gì bây giờ? Khu nhà Doraemon luôn. Nhặt máu nhá. Nhặt tất đi, bạn nhặt được cái gì bạn nhặt hết. Nhặt máu phun mẹ luôn ạ. Lên xe luôn này. Cướp được nhà nào bắn luôn đi, nước đầy đủ đi. Đây này, đâm thẳng vào nhà Doraemon luôn. Nhà này có người nhá. Một thằng ban công cực yếu.
Bạn canh hướng này nhá, tôi canh hướng kia. Ok. Mọi khu nhà ngoài bo hết rồi. Mày chết với bố mày. Xịn thế. Một con xe đâm vào chỗ tôi. Ok. Không, không phải chỗ tôi đâu. Trước mặt kìa. Bạn nhìn con xe kìa. Trước mặt kìa. Trước mặt. Bọn nhà chuẩn bị chạy này. Nhà chạy kìa. Bắn bọn nhà kìa. Rồi bọn kia chết bo hết rồi, còn hai thằng thôi. Còn một thằng. Đây. Đâu? Một thằng thôi à? Một thằng thôi. Chờ tí. Bể tôi nhảy xuống tôi lấy được cái cụm rơm người đẹp mình cả. Mình chưa biết nó ở đâu, để anh Tuấn sắp bách đến đi. À rồi. Nó ở trước mặt mình. Hướng 335. Bạn, tôi nhảy ra trước này. Ok, cứ nhảy đi. Nước đầy đã. Nó trước mặt mình thôi. Hướng 340 nhá. Từ, nước ăn. Cứ 340, 350 mà vã. À đâu, để xem lại nào. Ok. Nó bỏ dịch sang bên trái một tí. Mình cứ vòng hết phải là ăn nó. Nó ở ngay dưới mép này này. Nghe tiếng cái này. Okay. Trời ơi. Dễ thế. Rau dưa thì tiện. Rau dưa. Vào gáy đây em ơi. Vào gáy đi bạn ơi, vào gáy đi. Vào gáy. Được em ơi, được. Ui giời ơi. Game dễ thế anh. Cái tình huống này là không cần phải chụp ảnh đâu. Đâu phải viết. Rau dưa quá. Chiến thuật tường anh. Mười mấy kill? 13 à? 14. 13, 14 kill. Ghê đấy. Rau dưa quá. Trời.